Tập tạ có thực sự giảm cân hay không? Các nghiên cứu cho thấy rằng tỷ lệ trao đổi chất của cơ thể sẽ tăng lên sau khi tập tạ, đồng nghĩa lượng calo vẫn sẽ được sử dụng sau khi kết thúc tập luyện. Khi giảm cân, cơ thể con người không chỉ đơn thuần giảm các chất béo mà thực chất là giảm cả chất béo, dự trữ glycogen và khối lượng cơ bắp. Mặc dù tập tạ sẽ góp phần giảm chất béo cho người tập nhưng không nhận thấy sự thay đổi lớn về cân nặng khi đo. Lý do là bởi vì cơ bắp săn chắc sẽ chiếm ít không gian cơ thể hơn so với chất béo. Do đó, nữ giới vừa giảm mỡ và vừa tăng cơ, có thể làm giảm vài cm vòng eo nhưng tổng trạng có thể không thay đổi quá nhiều. Tập tạ có thể đốt cháy nhiều calo nhưng chạy bộ, đạp xe và bơi là những môn thể thao đốt cháy nhiều calo hơn trong mỗi buổi tập. Do đó, nữ giới muốn giảm cân hiệu quả nhất nên kết hợp cả tập tạ và các môn thể thao tốt cho tim mạch kể trên vào chế độ tập luyện của mình.